Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết, cũng như xem những cái video của mình, cũng như đăng nghiên cứu để lựa chọn những sản phẩm tốt của mình. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn. Báo cáo, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc âm ly HLOV Comodian Pro 600E. Âm ly này là của hãng Hùng Loa Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao, high quality. Âm ly này được trang bị 12 con xò than lớn, tên của nó là C5200 và A1943. Tổng trọng lượng của nó thì dưới 20 kg và trên 16 kg, nó là chắc chắn nha. Đấy. Echo được sử dụng quân IC huyền thoại M50195. Đấy. Thương hiệu Hùng Loa Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đã đạt 9 năm liền huy chương vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. 4 con tụ lọc nguồn, điện áp chịu đựng là 80V và dung lượng là 15.000 microfarad. 4 con tụ to như 4 cái lon nước yến Khánh Hòa. Đấy, 2 cái quạt tỏa nhiệt đây. Đấy, nguồn đây. Rất chi là to và khủng. Và báo cáo, bây giờ mình thực hiện test chiếc âm ly này để gửi tới một người thượng đế ở tỉnh Sóc Trăng đã múc con này, đã ưng cái bụng cái sản phẩm này và cũng cương quyết bắt em nó về làm thê thiếp để hầu hạ mình. Báo cáo với lại các đồng chí, chiếc âm ly này gửi tới ngài Mr. Hải ở ấp phố xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Sóc Trăng là một trong những tỉnh miền Tây Nam Bộ đấy nha, có biển số 83. Các đồng chí lưu ý, ở tỉnh này thì mình đang ở Bình Dương, thì mình được biết ở tỉnh này ấy coi như thế là có cái món mà đặc sản, đó là bánh bía Sóc Trăng nha. Ăn một lần nhớ mãi nha, ăn một lần lại muốn ăn hai. Đấy, rất chi là ngon, bánh bía Sóc Trăng, các đồng chí lưu ý. Đấy. Đây là cái nắp đậy lên ở đằng trước ấy, thì mình đây này, khi đậy vào là xem được ở bên trong như này nhá. Đấy, thế nhưng mà mình tháo ra để còn quay để cho các đồng chí xem được cái nội thất. Đấy, những đồng chí nào chưa xem được thì xem, chứ còn mình có hai cái video để nói về con này rồi. Đấy. Thì cái sản phẩm này thì chiều nay mới đi được. Đấy, Nguyễn Hữu Nghị ở khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Chiều nay mới đi được, đi cùng với lại chiếc âm ly này. Đấy. Các đồng chí lưu ý, thích cái sản phẩm nào là thích là phải nhích nhá. Đấy. Thế còn đương nhiên rồi, có một số anh em chia sẻ là còn phải đợi xin ý kiến, thì đương nhiên là nếu là xin ý kiến lãnh đạo mà lãnh đạo duyệt là ta phải triển khai ngay và luôn nhá. Đấy. Thế bây giờ thì test phần karaoke trước. Thử về mạch mic này nhá. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Báo cáo với lại các đồng chí, chiếc âm ly HLOV Comodian Pro 600E của hãng Hùng Loa Việt Nam. Và cái thương hiệu này ấy, thì đã đạt 9 năm liền huy chương vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Được nhà sản xuất trang bị cho 12 con xò than lớn, tên của nó là C5200 và A1943. Về phần karaoke thì mạch tạo vang được sử dụng với IC huyền thoại M50195. Với tổng thể con này thì trọng lượng của nó dưới 20 kg và trên 16 kg, được trang bị 2 cái quạt tỏa nhiệt, thế nên là có thể chơi từ sáng đến trưa, từ trưa cho tới tối mà không phải lo đau lưng mỏi gối. Đấy là một mạch nhá. Mạch thứ hai. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Về phần karaoke con này thì báo cáo với lại các đồng chí, đương nhiên rồi, em nó sử dụng IC huyền thoại mà 50195 thì chưa cần rội diều vẫn có thể đàn ca 6 nhịp. Thế còn về phần coi như thế là công suất
thì mình cũng không nhớ là sau ghi bao nhiêu. Thế nhưng mà nó 12 con thang lớn mà nặng gần 20 kg như vậy, đấy, 4 con tụ to như 4 cái lon nước Yến Khánh Hòa. Bởi vậy những cái loa 4 tấc là một đôi đánh cho tơi bời khoái lửa. Thế còn hai đôi thì đương nhiên rồi, nhà sản xuất không khuyến cáo ta dùng hai đôi, đúng không? Một chày hai cối là rất chi là ngoại chày nha. Chiều biên dưới anh thèm thuốc lào, sợ đến túi hài chẳng còn điều nào. Buồn quá nhỉ. Chiều biên giới mà lại thèm thuốc lào, mà sờ đến túi lại chẳng còn thiếu nào. Thôi thế mình chưa ăn cơm thì cũng không thể ca thêm được nữa nhỉ. Nhưng mà phải ngồi đợi về quang họ sang mùi thì mới dám test nhỉ. Thế bây giờ mình test nhạc. Thì cũng xin thưa với các đồng chí, cái sản phẩm này về miền Tây Nam Bộ mà cụ thể nó là về tỉnh Sóc Trăng. Thì mời các đồng chí nghe một ca khúc của quay chí là một người nhạc sĩ là người con của Sóc Trăng luôn. Đấy, đó là cố nhạc sĩ Thanh Sơn nhá. Đấy, thì ông này ông ấy có những cái bài hát là ví dụ như Nhật Ký Đời Tôi, rồi là Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào đấy. Đấy, các đồng chí biết rồi, có rất nhiều, có cả những cái bài hát về ba miền Bắc Trung Nam cơ. Đấy, Non Nước Hữu Tình chẳng hạn. Đấy, thì mời các đồng chí nghe ca khúc về thành phố Sóc Trăng, về tỉnh Sóc Trăng do nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác, người con ưu tú của Sóc Trăng, đó là Sóc Survive Sóc Trăng. Đấy, cái video này do trung tâm Paris By Night làm. Trung tâm Paris By Night thì các đồng chí biết rồi nhỉ, có MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhỉ, hai người đó mà sóng kiếm hợp bích thì phê phà, đúng không ạ?
đấy, nghe bài hát này coi như thế là lại nhớ quê hương nhá. Đấy là nỗi lòng của những người tha hương. Đấy, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, đúng không ạ? Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Báo cáo với lại các đồng chí, mình đã thực hiện test xong chiếc âm ly HLOV Pro 600E. Xin phép dừng clip ở đây. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.